Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Đạt Phạm. Thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói là những điều mà các bạn cần phải chuẩn bị trước khi sử dụng steroid. Thì cái yếu tố đầu tiên mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là yếu tố về tâm lý. Khi các bạn sử dụng steroid á, sẽ không có ai đảm bảo cho các bạn là nó sẽ an toàn 100% cả. Bởi vì nó là steroid bất hợp pháp mà. Đó, cho nên là ví dụ mà các bạn dễ thấy nhất đó là cái việc các bạn tiêm vaccine COVID đó, cũng là một lọ vaccine cùng một liều, cùng một hãng nhưng mà có đến ba phản ứng trên cơ thể, đúng không? Đó, người thì sốt xong rồi cảm giác nó lạnh rồi nó run bần bật bật lên, nhưng mà có người chích xong thì về nóng tí rồi thôi nó hết. Nhưng mà cũng cùng một loại vaccine đó, một liều đó nhưng mà có người tử vong. Cùng một liều, cùng một hãng nhưng mà cái tác dụng phụ xảy ra trên mỗi người nó là khác nhau. Và ngay cả khi các bạn có bên nước ngoài á, thì người ta cũng bắt các bạn ký một cái hợp đồng là sẽ không chịu trách nhiệm trong quá trình các bạn cốt nếu như các bạn chấn thương cũng như là những cái tác dụng phụ của thuốc gây ra. Đó. Thì đây này, đây là một cái bảng mà team Ventura á, thì trước khi mà người ta cốt thì người ta sẽ bắt mình ký một cái hợp đồng như thế này này. Đó, nó có trích sẵn một cái câu đó là đó là chúng tôi không có chịu trách nhiệm về những cái vấn đề về chấn thương hay là các bạn bị một cái vấn đề gì đó về sức khỏe và chúng tôi sẽ không có chịu trách nhiệm. À, trong quá trình dùng roi á, các bạn cũng sẽ bị một số những cái vấn đề về tâm lý, cảm xúc như là lo lắng này, trầm cảm này, rối loạn tâm trạng, hoang tưởng và dễ cáu bẩn với mọi người xung quanh. Và có một số những cái đó là về tâm lý nha. Và sức khỏe của các bạn bị các những cái vấn đề như là về tim mạch này, gan này, thoái hóa collagen này, loãng xương này, sưng vú và tăng mụn trứng cá. Đây là những cái tác dụng phụ cơ bản mà các bạn sẽ gặp phải nếu như mà các bạn sử dụng steroid. Nên là chuẩn bị tâm lý nha. Không ai chịu trách nhiệm đâu ạ. Và một cái yếu tố nữa nè, phải tâm lý vững vàng trước những cái lời nói xung quanh. Tức là sao? Là bạn của bạn có thể đi nặng mà nó không có xảy ra quá nhiều tác dụng phụ, nhưng không có nghĩa là bạn đi như họ là bạn sẽ không có bị gì. Cho nên là hãy lắng nghe cơ thể của mình, chứ không phải là để cơ thể của mình chạy theo cách dùng của người khác. Không, vậy chốt lại cái điều ở trên là gì? Tức là các bạn luôn luôn phải chuẩn bị một cái tâm lý là mình xài roi chắc chắn là mình sẽ bị cái tác dụng phụ này, cần phải tìm ra được những cái giải pháp làm sao để nó hạn chế nó nhất thôi, chứ nó không thể nào mà không có được. Tiếp đến cái thứ hai là các bạn phải có kinh nghiệm tập luyện đủ tốt, kinh nghiệm tập luyện đủ tốt nha, chứ không phải là đủ lâu. Có nghĩa là trước đây này có nhiều bạn nhắn tin với mình là em đã có kinh nghiệm tập được 2 năm và giờ em muốn on hàng đi thi đấu thì anh có set up cho em được không? Và các bạn để ý là đa số các idol nước ngoài á, mà khi các bạn họ chia sẻ thì họ thường hay nói là tôi thường mất 1-2 năm gì đó, năm đầu tôi tập luyện khá là ngu đó, dạng vậy. Cho nên quay lại với cái câu đầu tiên là gì, bạn phải tập đủ tốt chứ không phải là tập đủ lâu. Như các bạn có công nhận với mình là không phải những người nào người ta sống, người ta lớn tuổi hơn mình là người ta sẽ trưởng thành, đúng không? Vậy nên chốt lại là gì? Vẫn câu nói, tập tốt chứ không phải là tập lâu nha. Kỹ thuật tập đúng giúp tạo ra được nhiều vi chấn thương cho cơ bắp hơn, và khi mà các bạn dùng roi á, tăng được cái sức mạnh thì từ đó các bạn tăng được cái mức tạ, cho nên nó sẽ tối ưu với cái việc sử dụng thuốc. Và cái mục đích của việc sử dụng steroid cơ bản là để gì? Tăng cái khả năng phục hồi thôi, đúng không? Tăng khả năng phục hồi của cơ bắp. Vậy nên phải tập đúng kỹ thuật để tối ưu hóa cái việc mà các bạn phá hủy được các cái sợi cơ á. Các bạn phá hủy được càng nhiều sợi cơ thì cái công việc của thằng roi là nó phục hồi, nó tái tạo nhanh, từ đó các bạn bự chấm hết nha. Còn các bạn tập sai thì dùng roi nó cũng chẳng thấy thay đổi nhiều đâu, vì các bạn có phá được cái sợi cơ nào đéo đâu. Đó, cho nên là các bạn chích hàng mà các bạn tập tành ọt à ọt e xong rồi đó, vô chích gọi là nó tích nước xong nó phồng 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 cơ lên, rồi uống viên Dibone, uống thêm creatine xong rồi cộng hưởng với thuốc xong rồi nó phồng 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 lên cho vui thôi, chứ nó cũng chẳng chẳng thấy nó bự lên lên thêm được bao nhiêu. Một cái vấn đề nữa này là ở Việt Nam nó thường có một cái câu đó là gì, em cứ tập đi, đúng không? Nó không vô nhóm cơ này thì nó cũng sẽ vô nhóm cơ khác, nhưng thực ra nó đâu có vô cái nhóm cơ khác đâu các bạn, mà nó vô thẳng mấy cái khớp của các bạn á. Và nó làm tăng cái khả năng chấn thương lên thôi. Còn một cái điều lưu ý nữa này, cơ bắp của các bạn phát triển nhưng mà gân và dây chằng nó không có phát triển theo đâu.
Mà cái môn này á là cái môn đường dài mới biết ngựa ngựa hay, cho nên là cứ đâm với tập máu chó chấn thương cái là thôi nhá. Về tối về tủi một mình đấy. Hôm nay mình sẽ nói về hai ý thôi, thì vlog sau mình sẽ chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm sử dụng cũng như là cái kinh tế như thế nào để bắt đầu cho một cái chu kỳ, thì để vlog sau mình sẽ chia sẻ thêm. Rồi, hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo.